Chào mừng các anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Hôm nay Sơn làm cái video ngắn nhận định thị trường sau phiên giao dịch ngày 13 tháng 9. Thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là giảm cũng nhẹ, tầm khoảng 4 điểm, tương ứng với 0,3%. Và cái khối lượng của chúng ta thì có cái sự gia tăng so với cái phiên trước. Thanh khoản trên sàn HOSE là chúng ta khoảng 21.670 tỷ đồng, thì nó tăng khoảng tầm khoảng 20% so với cái phiên trước. Còn cái thanh khoản của VN30 thì thân thấy nó vẫn tương đương với cái phiên phiên trước thôi. Đấy, tương đương mà chưa có, không cũng không có đột phá gì lớn cả, chỉ chủ yếu là thanh khoản qua VN Index. Chúng ta thấy là như vậy, là hôm nay là số lượng cái cổ phiếu mà vốn hóa vừa nhỏ đó thì có cái sự gia tăng về cái khối lượng. Về cái số lượng mã tăng điểm thì ngày hôm nay chúng ta có 196 mã tăng, 224 mã giảm và 30 mã đứng giá. Thì trong 196 mã tăng thì chúng ta có đến 35 mã tăng trần và chúng ta chỉ có 2 mã giảm sàn thôi. Như vậy nhìn chung thì Sơn thấy thị trường ngày hôm nay thì mặc dù nó cho thấy là có một cái áp lực bán và thị trường nó gặp rung lắc mạnh tại cái vùng 13 đấy, một tứ tầm 1350 trở lên thì chúng ta thấy là sẽ bị áp lực bán, nhưng mà nó cũng không xấu lắm vì trên đồ thị kỹ thuật thì nó chúng ta thấy là nó vẫn nằm trên những cái đường hỗ trợ ngắn hạn EMA 10, EMA 20, EMA 50, đúng không ạ? Cũng như là cái mốc hỗ trợ gần nhất là chúng ta thấy nhịp cái phiên ngày 8 tháng 9 thì nó có bị chỉnh chỉnh về và thủng cái vùng 1330 nhưng mà nó rút chân lên. Thì hiện tại cái mốc 1330 thì nó vẫn đang là cái mốc hỗ trợ đấy. Nhìn chung thì bây giờ chúng ta thủng lại 1330 thì nó mới xấu, chứ còn hiện tại thì vẫn duy trì trên cái mốc này thì sẽ nghĩ là nó vẫn vẫn ổn và khả năng là thị trường nó vẫn còn cái cơ hội để nó kéo lên tiếp. Và chúng ta nhìn về cái số lượng mã tăng giảm thì nó cũng không có trên quá nhiều, số mã giảm hôm nay nhiều hơn nhưng mà nó không trên quá nhiều đó. Và cái những cái mã tăng mạnh để tăng trần thì nó cũng khá là nhiều. Và chúng ta thấy đó là cái nhóm những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đúng không? Tất nhiên là những vốn hóa nhỏ và một số cái nhóm cổ phiếu mid cap. Một số cổ phiếu mid cap ngày hôm nay cũng tăng và một số cổ phiếu thì tiếp tục vượt đỉnh. Như vậy là chúng ta thấy là thị trường nó có sự phân hóa rất là lớn. Đó, và cổ phiếu nào tăng thì nó cứ tăng, cổ phiếu nào yếu và nó chỉnh hoặc là nó đến cái lúc mà đoạn mà nó cần phải chỉnh thì nó cũng phải chỉnh thôi, nó cũng điều chỉnh mạnh thôi. Và nó đi hầu như là hôm nay là ngay cả cái nhóm cổ phiếu vốn hóa mid cap ấy, cổ phiếu vốn hóa vừa đó, thì chúng ta thấy cũng có sự phân hóa mạnh. Còn trong cái rổ VN30 thì ngày hôm nay chúng ta thấy là những về nhóm tăng thì chúng ta có những cổ phiếu trụ kéo tiếp tục như là MWG bán lẻ và Sapeco. Thì những cổ phiếu này thì chúng ta thấy là cũng là ví dụ Sapeco thì là được mua trong cái kỳ review ETF của tuần này, nên là cũng hỗ trợ của lực cái đà mua của khối ngoại cũng như là những cái kỳ vọng, đúng không ạ? Thì mở cửa trở lại thì những cái ngành như bán lẻ rồi thực phẩm, bia rượu thì chúng ta thấy là nó cũng hưởng lợi, hoặc là nhóm hàng không ngày hôm nay thì tiếp tục tăng, ví dụ là tăng mạnh như là HVN đó, hàng không và du lịch. Chúng ta có SKG thì mã này là vận chuyển du lịch ở Phú Quốc, cũng có những cái kỳ vọng, nên là chúng ta thấy là những cái mã này vẫn vẫn tăng tốt thôi. Hàng không chúng ta có HVN và một số cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, nhưng mà chúng ta thấy hầu như hôm nay ngành hàng không thì cũng đa số là xanh điểm. Đấy, có Vietjet thì chúng ta hôm nay điều chỉnh nhẹ thôi. Hôm trước vượt cản hôm nay điều chỉnh nhẹ trở lại. Và trong cái rổ VN30 thì chúng ta thấy là phía giảm mạnh nhất thì chúng ta chỉ có GVR thôi. GVR là chúng ta nhóm khu công nghiệp. Thì GVR thì chúng ta thấy cái nhịp vừa rồi, nhịp điều chỉnh vừa rồi. Đấy, những cái cổ phiếu mà GVR là cũng là cái dạng là chúng ta thấy là bật một mạch từ đáy, từ vùng 34. Đấy, tăng một mạch lên, tăng lên vùng 41. Thì nó khoảng 20% và sau đó cái cổ phiếu này nó điều chỉnh cái nhịp vừa rồi điều chỉnh cũng ít nữa và nó test lại cái cản cái đỉnh không thành công, thì ở đây nó điều chỉnh trở lại tiếp thì thấy là nó cũng bình thường. Điều chỉnh không bình thường tại vì là cái nhịp giống như là nhịp vừa rồi thì nó chưa chỉnh nhiều, chưa chỉnh đủ, hiện nay tiếp tục chỉnh thôi. Đó, khối lượng thì nó lớn.
Thì nó nếu mà khối lượng lớn như vậy thì cho thấy cái áp lực bán mạnh thì cổ phiếu này nó cũng sẽ chưa thể tăng ngay, nhưng mà nhìn chung thì khả năng thì Sơn thấy là xu hướng thì chúng ta thấy là có thể là những cái cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại, đúng không? Tích lũy lại hôm nay thì nó vẫn chưa vi phạm cái đường EMA 20 này nha. EMA 20 thì quanh 37.5 chưa vi phạm, thì khả năng nó sẽ tích lũy tạo đáy vùng này rồi bắt đầu nó vào cái nhịp mới. Đấy. GVR hay là KBC thì cũng vậy. KBC thì cái đoạn vừa rồi chúng ta thấy là nó rất là khỏe và nó không có chỉnh trong những cái phiên thị trường giảm là ngày 7, ngày 8 tháng 9, đúng không? Đấy, thì nó rất là khỏe. Và hôm nay là giống như là nó giảm để mà nó bù lại cái nhịp vừa rồi thôi, nó chưa giảm thì nay nó giảm bù tại vì nó tích lũy và nó không có vượt được đỉnh này. Đó, có 3 ống phiên nó không vượt đỉnh thì nay nó rủ lại nha, khối lượng lớn. À, tuy nhiên thì nó sẽ nghĩ là cái vùng tầm khoảng 39.5 đến 40 đấy thì nó cổ phiếu này nó vẫn sẽ là hỗ trợ. Đây có cái gap và cái vùng hỗ trợ vùng 40 này nó test lại cái đỉnh gần nhất ở bên này đấy, cái vùng đỉnh và cái vùng cản kháng cự nó đã vượt qua đấy, thì chúng ta thấy có dòng những cái phiên dòng tiền lớn vào như vậy thì đó, với một cái phiên như thế này thì nó cũng chưa thể là nó gãy ngay được, thì sẽ nghĩ là có thể là xu hướng sắp tới là cổ phiếu này nó điều chỉnh xong rồi nó tích lũy lại và khả năng là nó vẫn còn những cái nhịp để nó đi lên, những cái sóng nó đi lên chứ chưa thể kết. Một cái sóng như thế này thì nhà tạo lập họ cũng không có thể kiếm được lợi nhuận bao nhiêu, tức là dòng tiền lớn họ vào những phiên này thì đó, ví dụ hôm nay là dòng tiền mà có bán ra thì cũng không có cái lợi nhuận bao nhiêu. Và thường chúng thấy những cái game mà cổ phiếu lớn như thế này thanh khoản cao như thế này thì nó cũng khó mà nó đánh ngắn như vậy, nên là đây là khả năng là một cái nhịp, tôi đánh giá là một cái nhịp chỉnh. Đó, nhịp chỉnh và nó sau khi mà nó gom lại cái lượng hàng, tức là cho những nhà đầu tư chúng ta mua ở trên này đó, mua trong cái vùng tích lũy trên này cắt lỗ đi thì xong rồi nó lên lại, hoặc là những nhà đầu tư là chúng ta mua ở bên vùng bên này buộc phải bán ra, buộc phải bán ra sau cái phiên ngày hôm nay khối lượng rất là lớn đó, thì nó sẽ gom lại và bắt đầu nó kéo lên. Thì chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ của nó thì EMA 20 thì nó vẫn còn ở cái vùng tầm khoảng 392, ngày mai có thể là nó lên cái vùng tầm khoảng 395 đó, thì nó đây là vẫn là cái hỗ trợ 395 đến vùng 40. Nhìn chung thì nó chưa bị gãy cái mốc này thì chúng ta cũng chưa có đáng ngại. Và chúng ta thấy là ngày mai phiên T cộng 3 về khối lượng nó cũng thấp, tức là cái lượng hàng mà có cắt lỗ đi nữa thì nó cũng chắc chắn là nhà đầu tư sẽ cái nhà lập họ ép cho cái lượng hàng này. Đấy, những cái phiên này mua trên này thì bắt buộc cắt lỗ này. Đấy, nhưng mà nó cũng không phải là cái áp lực cung lớn lắm. Hầu như là cái phiên ngày hôm nay là những nhà đầu tư là chúng ta thấy mua mạnh lên những cái phiên này này, đó là bán ra, để bán ra chủ yếu nha. Thì với những cổ phiếu mà tích lũy lâu mà bắt đầu mới break out lên khỏi cái trend line giảm này như thế này đấy, thì sẽ nghĩ là nó vẫn còn nha, vẫn còn trend để mà nó đi lên chứ chưa thể kết thúc ở ở đây. Thì chúng ta quan sát thêm và có thể là chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng sau đấy, cứ chờ nó chỉnh xong thì chúng ta gia tăng tỷ trọng. Đó, nếu mà chúng ta chưa kịp bán ở cái vùng trên này thì sẽ nghĩ là cũng không nên, chúng ta bán cái vùng giá thấp hơn. Thấp hơn thì nó khả năng là nó nhà tạo lập họ gom lại và họ tiếp tục kéo, kiểu như là GVR hay là KBC nó cũng khá là tương tự nhau. Cái đoạn vừa rồi nó khá là khỏe, nó vẫn là giữ được cái nhịp trong lúc là thị trường nó đã nhiều cổ phiếu khác là đã chỉnh mạnh rồi thì cổ phiếu này nó vẫn giữ được. Đã giữ được sức mạnh và bắt đầu phiên ngày hôm nay thì ra chúng ta thấy là chỉ chủ yếu là có khu công nghiệp thôi, SSC thôi. Đó. Nhóm cổ phiếu công nghiệp là nó giảm tương đối nhiều thôi. Còn nhiều cái nhóm khác thì ví dụ ngày hôm nay ví dụ nhóm dầu khí thời gian vừa qua không tăng gì cả. Đúng không? Không tăng gì cả, rất là lình xình luôn, ngày hôm nay dòng tiền lại vào. Đấy, có tín hiệu dòng tiền vào. PVS, đúng không? PSR. Đó. Như vậy là chúng ta thấy là thị trường nó phân hóa và nó kiểu là giờ cổ phiếu nào mỗi cổ phiếu nó có một cái con đường riêng chứ cũng không có bị gọi là tình trạng là cùng lên cùng xuống đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy là kỳ vọng là thị trường nó vẫn có thể là nó sẽ còn ổn định và có thể là nó sẽ cái tâm lý mà sau cái tâm lý lo ngại mà đáo hạn phái sinh cũng như là review ETF trong tuần này đó, thì khi đến những cái phiên đó mà chúng ta thấy là khi ai mà cũng nghĩ là giảm thì có thể là nó sẽ kịch bản là nó sẽ kéo vào những cái phiên đó, đúng không ạ? Nhà đầu lập họ kéo, ví dụ nhóm dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là nó cũng chưa có vấn đề gì, nó vẫn trong cái xu hướng tích lũy, hôm nay chỉnh cũng rất ít thôi, khối lượng thì cũng thấp đó, thì nó cũng chưa đủ nó tạo nên cái hoạt động mà bán tháo trên thị trường, tại vì nhóm ngân hàng là nó chiếm
cái trọng số chủ yếu cũng như là nó tác động tâm lý của nhà đầu tư rất là lớn. Thì cái đoạn này nó vẫn đang là cái đoạn tích lũy, nó chưa tăng được thôi nhưng mà nó vẫn đang tích lũy vùng đáy. STB đi thì cũng là khối lượng thấp, giảm ngày hôm nay cũng là vẫn đang vận động quanh cái vùng đáy thôi, đáy vùng đáy cũ. ACB, MBB tương tự hết, cái cổ phiếu dòng ngân hàng. Đấy, trong khi những cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta thấy là vẫn khỏe. Đấy, SI thì chúng ta thấy có một cái gap rất là lớn ở đây. Đó, do phiên là chốt quyền của SI. Ngày hôm nay SI test về những đường hỗ trợ này bật lên rút chân thì vẫn ổn. VND vẫn ổn, cũng duy trì là chúng ta thấy là trên cái vùng đỉnh, ngay vùng kháng cự. Thì đang tích lũy thì chúng ta hấp thụ lực cung thôi. Thì có thể là sẽ có cái nhịp là tất cả cổ phiếu chứng khoán là tiếp tục là đồng loạt kéo SHS. Cũng chưa có vấn đề gì, đúng không ạ? Nó vẫn là đóng cửa trên những cái đường hỗ trợ, và đang vận động là quanh cái ngưỡng cản mạnh của cái vùng vùng bên này, vùng đỉnh bên này. Đấy, có HCM hôm nay thì nó hơi xấu nha. HCM, đấy, HCM thì nó quá trình tích lũy này, hôm nay nó bị bán mạnh khối lượng lớn rồi, và thủng luôn cái hỗ trợ này rồi. Thì cổ phiếu này thì khả năng là nó sẽ về cái vùng tầm khoảng 52, 51, 52 này. Tuy nhiên thì ở đây là cũng còn cái hỗ trợ MA 50, 51, 52 này, nên là chưa chắc là nó rơi sâu hơn. Đây, có thể là nó sẽ về đây nó lại phục hồi trở lại thôi. Vì xu hướng các cổ phiếu dòng chứng khoán khác thì nó thấy vẫn vẫn đang ổn. VCI, đấy, VCI này hôm nay vẫn rút chân lên. Tức là sau cái phiên bùng nổ này thì cổ phiếu này nó vận động và nó vẫn duy trì trong cái xu hướng này, và nó quanh cái vùng đỉnh này, quanh vùng kháng cự này, thì nó chỉ chờ để nó mới kéo vượt kháng cự tiếp thôi. Thì nên có những cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta cứ vẫn giữ bình thường, cũng chưa có gì ảnh hưởng cả. Nó đang là cái dòng khỏe. Ở những cổ phiếu thép thì chúng ta có Hòa Phát, HPG. HPG thì chúng ta thấy là vượt cản ở đây, thì có thể là test lại hỗ trợ phía dưới, thì chúng ta thấy cũng có quanh cái vùng 50 này, đó là cũng là cái hỗ trợ rồi. Vol thì hôm nay thì cũng không có quá lớn, cũng không có gì tiêu cực, giảm thì cũng giảm vừa phải thôi. Có thể test lại cái vùng 50 là có thể bật lại. SG, SG vượt đỉnh, đúng không ạ? Phiên này thì cũng là một cái phiên điều chỉnh thôi, cũng chưa đáng ngại lắm. Ngày giảm thì nó cũng không có quá mạnh. Vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy là cái vùng hôm nay thì nó vẫn bám trên đường MA6 rồi, chưa thủng cái đường này. Còn phía dưới thì chúng ta thấy là hỗ trợ có MA10 quanh cái vùng tầm khoảng 42 ở đây. Đấy, việc đỉnh xong thì nó có test lại thì nó cũng bình thường. Test lại đây, cái cản ở đây thì chúng ta thấy khả năng là nó chỉ về quanh 43 thôi. Quanh 43 Sơn cũng không nghĩ là nó về đến 42 đâu. NKG thì vẫn vẫn ổn, đúng không? Tức là hôm nay thì chúng ta hơi khối lượng hơi cao nha, khối lượng hơi cao nhưng mà chúng ta thấy vẫn nằm trên cái vùng hỗ trợ này. Nhìn chung là KG nếu vượt thủng vùng 40 đó thì cổ phiếu này thì chúng ta có thể tạm thoát ra, tại vì là cổ phiếu này nó chạy trước cả. Nó trong dòng thép thì nó lại là cái cổ phiếu chạy trước đó, thì nó có thể là nếu thủng vùng 40 thì nó sẽ chỉnh sau, có thể là nó về MA20 tầm quanh vùng 37 lần, nên là mốc 40 thì chúng ta cũng chú ý. Hôm nay thì khối lượng nó cũng hơi cao rồi, nhưng mà nếu mà những phiên tiếp theo nó cứ duy trì trên cái vùng giá này thì cũng chưa vấn đề gì cả. Đó, thì vùng đỉnh chúng ta là 42 thì thủng 40 thì chúng ta thoát thôi, ra tạm thoát ra, còn chưa thì cũng không sao. Nhìn chung thì nhóm ngành thép thì đa phần là đều TLH, thì hôm nay test về MA 10 màu đỏ này, mốc 20 là cũng là cái mốc cái vùng đỉnh bên này, và cổ phiếu này nó cũng có hai phiên nó rung lắc ở đây, sau đó nó tiếp tục tăng. Hôm nay nó test lại cái vùng 20, thì chưa thủng 20 thì cũng không sao. Thủng 20 thì cái vị thế ngắn hạn chúng ta cũng có thể bán, tại vì 20 thủng 20 thì có thể là nó về nó test cái gap này nha, nó test cái gap ở đây, hoặc là chúng ta hạ bớt khi nó thủng 20 thì nó xác suất cao là nó còn phải phải về cái vùng phía dưới này nó test gap. Một số nhóm cũng khỏe, chúng ta thấy có nhóm cảng biển, cổ phiếu như JMD, tức là điều chỉnh xong hôm nay MA20 cũng bật lên khối lượng lớn.
phiếu HAH tiếp tục tăng. Thì những cổ phiếu này chúng ta có, chúng ta cứ giữ tiếp thôi, điểm mua mới thì chúng ta cũng không có. Ở ngành cảng Costco, VNA đều khỏe cả, rất nhiều dòng thì nó vẫn còn còn mạnh, không chưa có bị suy yếu. Còn chúng ta thấy nếu tất cả các cổ phiếu, tất cả các dòng chúng ta thấy không có một cái dòng nào mà nó tích cực cả, thì thị trường khả năng là nó sẽ sụt giảm sâu. Còn hiện tại thì nó chúng ta thấy là vẫn có cái sự phân hóa, những cổ phiếu dòng than khoáng sản thì hôm nay tiếp tục tăng, điểm mua mới chúng ta cũng không có, hay có thì chúng ta cứ duy trì lên và chúng ta chốt lời dần thôi. Ở phía trên chốt lời chúng ta nâng cái mốc chặn lại chúng ta lên. Các cổ phiếu than tăng rất mạnh luôn, đặc điểm các cổ phiếu này thì thanh khoản nó cũng cũng ít thôi, chúng ta cũng khó mà tham gia cái số vốn lớn. DDN các cái ông phiếu than đều rất mạnh. TVD cái dòng này rất là mạnh nhờ ở cái nhịp vừa qua. Một số cổ phiếu ví dụ dòng bán lẻ thì chúng ta thấy hôm nay cũng bật tăng này, với FRT vượt đỉnh khối lượng rất là lớn nè, ai có thì chúng ta nắm giữ thôi. Tại vì chúng ta thấy là cái quá trình của nó rũ xuống như thế này mà nó tích lũy thế này thì cái điểm mua này cũng chăng cũng hơi hơi là gọi là nó hơi không an toàn lắm, đúng không ạ? Không an toàn lắm thì quá trình tích lũy đây nó ngắn quá, bật trên này bật bật nền ngắn thế này thì chúng ta thấy là nó điểm mua đó thì chúng ta nó sẽ hơi hơi rủi ro đó. Thì chủ yếu là nếu mà có hàng thì chúng ta nắm giữ tiếp để mà chúng ta chốt lời ở cái phía trên thôi. Thì ở đây là những cổ phiếu này nó chạy thì chúng ta thấy là PET này, những cái dòng phân phối PET thì chúng ta thấy là cũng chỉnh về May 10 để tiếp tục bật lên, có hàng thì chúng ta giữ và chúng ta chốt lời phía trên. Còn điểm mua mới ở đây thì chúng ta thấy là sẽ khó mua, tại vì đoạn này chúng ta lưu ý là mua mà mua đuổi những cổ phiếu như thế này nó cũng nguy hiểm, nó rất là dễ nó kéo lên xong rồi mặc dù chúng ta mua đúng điểm mua vượt đỉnh đi chẳng hạn, rồi sau đó nó kéo lên một một hai phiên cái nó lại rũ lại, nó có hai một hai phiên nó lại rũ lại, nên là chúng ta mua vượt đỉnh là nó cũng cũng rủi ro cho chúng ta. Chủ yếu là chúng ta mua khi nó điều chỉnh đó. Đoạn này thì mua thấp bán cao thôi, còn những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó tích lũy đẹp thì chúng ta cũng có thể mua. Ví dụ DGC này thì nó tích lũy nó chặt này, nó chặt nó đi trong cái biên độ nó ngắn, thế thì dạng này thì chúng ta cũng có, dạng này thì hôm nay có thể mua bùng nổ khi nó vượt vùng 119 120 thì đó là cái điểm mua vượt đỉnh. Còn những cái cổ phiếu kia thì chúng ta thấy là nó vận động nó lỏng lẻo, nó không có được cái sự chặt chẽ kiểu như là DGC hoặc là DGW đó, thì đây là những cái điểm mua vượt đỉnh đẹp này thì chúng ta có thể mua. Thì điểm mua đúng luôn, mua điểm ở đây thì chúng ta thấy là lợi nhuận đang rất là tốt luôn. Thì ở đây cũng ngành bán lẻ thì cũng là kỳ vọng, những cái ngành này thì đang là kỳ vọng là mở cửa trở lại thì sẽ hưởng lợi, hôm nay tăng rất là tốt, vẫn có rất nhiều cổ phiếu vượt đỉnh mà tăng liên tục. Nên là suy nghĩ thị trường thì nó cũng không có quá đáng ngại đâu, phân hóa thôi, thì chúng ta tập trung vào danh mục của chúng ta xử lý. Trên HNX thì hôm nay chúng ta thấy số mã tăng thì nó cũng cũng nhiều hơn số mã giảm. Cái sàn Hà Nội đó thì thấy là như vậy là thị trường nó thể hiện cái sự phân hóa cũng cao. Về cái giao dịch của khối ngoại thì chúng ta thấy ngày hôm nay khối ngoại là tiếp tục bán ròng 400 tỷ, nhưng mà chúng ta thấy là tập trung vào chủ yếu là Vinhome rồi. Đấy, tuần này thì khối ngoại họ cũng sẽ mua bán rất là nhiều. Vì đây là tuần review ETF nha các anh chị. Tự doanh thì hôm nay mua ròng 120 tỷ.
đa số là chúng ta là mua giải chiều, mua tự doanh thì cũng mua mỗi ngày một ít trong cái cả giai đoạn vừa qua, liên tục mỗi ngày nhưng mà mua một ít thôi. Cái tỷ trọng thì chúng ta thấy là so với cái thanh khoản thị trường bây giờ 20 mấy nghìn tỷ thì cái khối lượng mua ròng này nó cũng không có đáng kể. Nhìn chung thì chúng ta có thể nhìn về cái giao dịch của khối ngoại là chủ yếu, khối ngoại thì họ cứ duy trì bán ròng liên tục thôi. Thì nên Sơn nghĩ là cái nhịp này thì giải ngân mới thì chúng ta chủ yếu là những cổ phiếu nào mà nó điều chỉnh đó, điều chỉnh và nó về hỗ trợ thì chúng ta mua được, chứ còn mà mua đuổi ở giai đoạn này thì nó cũng khó, trừ khi những cái cổ phiếu nó phải có những cái form tích lũy rất là an toàn chặt chẽ thì chúng ta mới mới mua break out được thôi, chứ còn chúng ta đa phần là nên là chờ điều chỉnh thì chúng ta bắt thì nó tốt hơn. Nó an toàn hơn cho chúng ta. Vì kiểu mà lúc Google chứ sao nói là cái điểm mua nó ok, tại vì nó tích lũy nền ở đây này. Tích lũy lâu thế này thì bắt đầu nó bùng nổ lên lên thế này thì chúng ta mua được. Quá trình tích lũy nó có. Bắt đầu nó vượt là những cái đường những cái hỗ trợ này. Đường trung bình động thì chúng ta thấy break lại thì chúng ta phải mua mua đúng phiên này thôi thì ngày mai hẹn về. Đấy, kiểu vậy. Đó, SG phiên trước nhịp trước. Đấy, thì cái vùng này nó cũng có một cái vùng nó cũng tích lũy rồi nó rung lắc thì trong vùng này, nhưng mà nhìn chung nó không có bị lỏng lẻo quá. Đó, thì chúng ta mua đúng phiên bùng nổ này thì hàng về thì cũng có lại. Đó, hiện tại thì nó cũng chưa vi phạm gì, chúng ta cũng có thể giữ tiếp. DGW. Đó thì đây là những cái dạng cổ phiếu chúng ta mua break out được. Đấy, chứ còn dạng cổ phiếu mà nó như kiểu như FRT này thì chúng thấy là nó biến động lớn quá. Trong cái vùng này nó biến động lớn quá, mà nếu mà chúng ta mua như thế này thì sẽ rủi ro. Mua khi vượt đỉnh, nhìn thì nó vượt đỉnh nó đẹp đấy, khối lượng thì nó cũng cao đấy, nhưng mà chúng ta thấy là nó quá trình của nó vận động thế này thì nó không chắc lắm là cái việc mà T cộng 3 về chúng ta có lãi hay không. Nhiều cổ phiếu thì chúng ta thấy là như hôm trước có BCC đúng không, ở đây là cũng vượt nè, cũng vượt đỉnh nè, nhưng mà chúng ta thấy thiếu khối lượng, thiếu khối lượng thì sau đó hai phiên nó vẫn vẫn lình xình, nó thậm chí nó chỉnh lại thôi. Thì chúng ta mua ở đỉnh phiên này thì tạm thời là đang đang bị lỗ chẳng hạn, mua giá cao thì tạm thời đang bị lỗ, mặc dù nó cũng là cái form vượt đỉnh nhưng mà nó không có đạt chuẩn lắm thì chúng ta cũng không mua được, sẽ tùy mã thôi. Hôm nay thì sẽ gọi là điểm mua mà đẹp nhất nếu mà bùng nổ vượt đỉnh thì sẽ nghĩ là cổ phiếu DGC. Đó, đây là cái dạng cổ phiếu chúng ta phải mua, tại vì nó có 3 4 phiên này nó khối lượng thấp, tích lũy khối lượng thấp đây, còn đây là cái phiên khối lượng thì nó cũng tương đối, nhưng mà đây là cái nhịp nó rũ, cái nó rũ tức là nó tăng lên và nó rũ lại, bây giờ nó lại vượt vượt đỉnh trở lại, vượt cản trở lại thì chúng ta cũng có thể mua. Quá trình vận động của nó rất là chặt chẽ, biến động thì nó không có lỏng lẻo, không có có bị biến động nó cao, nó biến động nó từ ví dụ nó chỉnh từ 119 về trăm đáy là 113 thì nó cũng không có, nó 5 6% thôi, nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Thì đây những dạng cổ phiếu này chúng ta mua nó sẽ hầu như là T3 về thì khả năng xác suất có lợi nhuận rất là cao. Cổ phiếu này thì nó cũng là cổ phiếu tăng trưởng, kết quả kinh doanh tốt và đang là sẽ được vào ETF trong cái kỳ review này. Thì mã này nhịp trước thì Sơn có nói anh chị từ cái vùng giá 110 đó, 110 chúng ta cũng có thể mua cái điểm mua ở đây, điểm mua break ở đây, và đây là cái điểm mà chúng ta tiếp tục chúng ta tham gia ở cái nhịp này, đây một nhịp còn đây tiếp tục một cái nhịp nữa, ai còn thì chúng ta thấy là lợi nhuận rất là tốt, nhưng mà chúng ta giữ được cái vùng giá từ đây, chúng ta giữ qua cái đoạn rung lắc thì hiện tại là lợi nhuận nó cũng tầm 15% rồi. Ok thì khả năng là tuần này thì với cái những cái sự kiện như là đáo hạn phái sinh đấy, review quỹ ETF thì chúng ta thấy là nó cũng khó là đoán, nhưng mà tôi sẽ cập nhật sau mỗi cái phiên nha anh chị. Nhìn chung thì hôm nay thì nó cũng gọi là có mã mạnh có mã yếu đấy, và còn thị trường thì nó vẫn gọi là một cái gọi là một cái hướng gọi là giằng co thôi, tại vì đa phần cổ phiếu tăng trần thì nó cũng là cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, như trên HNX chúng ta đang có tới 40 mã tăng trần, nhưng mà đó là những cổ phiếu toàn cổ phiếu nhỏ nhỏ thôi đấy, hoặc là pen cổ phiếu penny thôi thì nó cũng không có thể đại diện cho thị trường chung đó.
Còn đại diện thì chúng ta thấy là ví dụ chúng ta phân tích những nhóm ngành như là ngân hàng thì xác suất nó không giảm sâu được thêm. Chứng khoán thì chúng ta thấy là vẫn đang ổn. Đấy, thép thì vẫn vẫn ổn, chưa có bị xấu đi. Còn dầu khí thì hôm nay lại bật lại. Còn một số cổ phiếu thì ví dụ khu công nghiệp thì đoạn vừa rồi chưa chỉnh đủ thì có thể hôm nay nó chỉnh. Hôm nay nó chỉnh chỉnh bù. Đó. Và quan sát thêm cái tới những cái phiên tới mà dòng công nghiệp mà ổn định trở lại thì lại có một cái nhịp mới thôi. Hoặc là dòng dòng bất động sản DG thì hiện tại là nó đang xấu này. Thế nhưng mà chúng ta chờ cái vùng nó đạp xuống đây vùng tầm khoảng 32, 31 đến 32 thì chúng ta lại có thể chú ý lại cổ phiếu này. Vì nó chỉnh từ đỉnh nó chỉnh cũng rất là mạnh rồi. Đó, và nó về cái vùng hỗ trợ đây. Chúng ta xem xét nếu mà nó tạo một cái đáy sau nó lại cao hơn cái đáy này thì nó vẫn là ok, thì nó vẫn duy trì được cái xu hướng uptrend đi lên đó. Còn nếu mà nó trường hợp mà nó thủng luôn cả cái đáy này thì thôi, thì cổ phiếu này chúng ta buộc phải bỏ rồi. Thì đây là cái đại diện là nó đáng chú ý nhất trong cái nhóm bất động sản rồi. Nhóm đầu tư công thì chúng ta có những cổ phiếu như C4G. C4G hôm nay thủng MA20 rồi, thì nhìn chung thì chúng ta chưa đánh được cổ phiếu này, chưa tham gia lại được. Trước thì sao có nói là vùng cản trên này chúng ta chốt đó, tại vì cản gần quá. Bây giờ chúng ta mua ở đây thì gọi là vượt cản thì nó cũng khó. FCN cũng tương tự, là FCN hiện tại là hôm nay vẫn giữ được MA20, để xem tiếp phiên ngày mai ngày này như thế nào. Nếu bật lên lại thì ok thôi, còn thủng tiếp thì tạm thời chưa tham gia được cổ phiếu này. Cổ phiếu này là phải chờ chờ nó quá trình nó tạo đáy xem như thế nào đó. Nó ví dụ nó cũng phải khả năng thủng cái vùng này thì khả năng là nó lại về để tầm 12.5 đến 13 cái đáy bên này xem. Nếu nó chỉ bật về 13 nó lại phục hồi trở lại thì chúng ta là cũng rất là ổn, thì nó vẫn là xu hướng là đáy sau cao hơn đáy trước. Còn thủng 12.5 rồi thì là bỏ luôn cổ phiếu này. Thì cổ phiếu này thì nó chỉnh rất là mạnh nha. Đây nó dùng gặp vùng cản này, đỉnh này. Đây, chúng ta lưu ý là cổ phiếu kéo lên vùng đỉnh đó thì mặc dù nó tăng rất là sốc này, tăng liên tục vài phiên nhưng mà chúng ta mua ở đây là chúng ta rất rủi ro. BCG thì chúng ta có thể là tiếp tục ngày mai lại nhúng tiếp cái vùng tầm quanh 17.3 này, test MA20 tiếp tục. Nếu bật lên lại thì ok. Bật lên thì chúng ta có thể theo dõi rồi chúng ta xem xét cho cái nhịp sau. Hôm nay khối lượng cũng thấp, cũng cũng lớn. Tiếp tục một nhịp nó bị bán là phiên trước là nó bị bán ở đây một nhịp rồi, đây thì nhịp thứ hai rồi. Thì cái cổ phiếu KBC thì Sơn thấy cũng có thể là nó dư cái cổ phiếu BCG ở đoạn này nè. Nó kéo kéo lên mà không có vượt đỉnh bứt thoát được, nó lại bị rũ lại. Bị rũ lại bình thường, quan trọng là nó vẫn giữ được cái xu hướng. Giữ xu hướng mà nó test lại đây, nó test lại đúng cái đỉnh nó vừa vượt. Cái đỉnh nó đã vượt qua được ở phiên này. Đây, nó test về rũ về đúng đây, sau đó nó bật lại rất là mạnh. Thì thấy là những cổ phiếu này nó phải vận động thế này nó mới 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 rủ được hàng và nó kéo tiếp được. Chung thì chưa vấn đề gì đâu. Đây còn BCG bây giờ nếu mà nó thủng cái vùng MA20 này thì thôi. MA20 thì chúng ta tạm phải 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 tránh nó một thời gian. Bật lại đi thì chúng ta hãy tìm điểm mua. Tìm cái vùng tích lũy thì chúng ta vào. Nhóm năng lượng thì chúng ta còn có những cổ phiếu như PC1. PC1 thì ở đây là cũng lên gặp đỉnh cũ điều chỉnh lại nhưng mà vô hôm nay cũng thấp, nhìn chung là cũng chưa xấu. Nhưng mà nếu ngày mai thì vẫn là đóng cửa dưới vùng 35 thì tốt nhất nên hạ tí trọng, tại vì rất là dễ là nó sẽ còn rủ về đây, nó còn rủ về cái vùng 33 này. Hạ bớt thì tránh trường hợp nó rủ thì hoặc là về đây chúng ta canh mua lại cũng được. Về đây nó test ổn nó bật lại chúng ta mua lại.
Nhìn chung đoạn này chúng ta thấy rất ít cổ phiếu mà nó đi kiểu mượt mà, nó đa phần nó vận động rất là khó đoán, đúng không? Biên nó cũng cũng lớn, nó kiểu tăng giảm nó bất ngờ. Thế nên là cổ phiếu nào nó nhìn chung nó không có sự tích lũy thì chúng ta sẽ không có mua breakout, mua được hoặc là mua vượt đỉnh. Chứng ngay một cái nhịp nó đủ thì chúng ta nó khả năng là chúng ta bị lỗ khá là nhiều. Và mua chúng ta sẽ canh khi nó điều chỉnh, và chúng ta mua theo kiểu mua gom dần thôi. Đấy, cứ về những vùng hỗ trợ thì chúng ta bắt một ít rồi chúng ta theo dõi. Còn bây giờ chúng ta đánh theo kiểu mà mua break out bùng nổ sang thấy đoạn này cũng ít cổ phiếu mà nó thỏa cái tiêu chí để chúng ta mua lắm. Vậy nên là đa phần là chúng ta nên nếu mà có một cái danh mục thì chúng ta tập trung nó xử lý danh mục cổ phiếu nào nó yếu và nó gãy hẳn rồi. Nó gãy hẳn rồi thì chúng ta bán. Còn cổ phiếu nào mà nó gọi là nó vẫn đang giá trình điều chỉnh thì chúng ta nắm giữ tiếp thôi, nắm giữ và chúng ta chờ cái điểm mua gia tăng để chúng ta cơ cấu. Có những cổ phiếu nào nó vi phạm thì chúng ta bán hết, thì chúng ta cơ cấu sang những cái cổ phiếu mà nó gọi nó chỉnh xong, chờ nó chỉnh xong rồi bắt đầu nó lại vào một cái nhịp để nhịp tăng thì chúng ta có thể gia tăng. Mua mới thì bây giờ là sẽ hạn chế. Thì trong cái video cuối tuần thì Sơn cũng có chia sẻ rồi. Tuần này thì chúng ta cái việc mua mới là nên hạn chế. Mua thì mua tỷ trọng nó ít thôi. Thì tuần này là tuần nhạy cảm. Đấy. Chủ yếu là chúng ta cố gắng nắm giữ vào cổ phiếu để mà nó đến những cái vùng mà ví dụ cổ phiếu nó đang mạnh, những cái cổ phiếu mà đang khỏe, đang chạy thì chúng ta cứ nắm giữ để mà chúng ta cho lãi chạy thôi, chốt lời thôi, canh vùng chốt lời thôi. Hoặc là những cái cổ phiếu mà nó bị rung rũ thì chúng ta cũng đó, cố gắng nó giữ qua cái đoạn rung rũ để mà nó xong thì bắt đầu nó là kéo tiếp. Chứ còn chúng ta đoạn này chúng ta đảo liên tục cổ phiếu này cổ phiếu kia nó cũng khó lắm, hay vận động đa phần là khó chịu. Còn một số mã thì nó lại tăng nóng thì chúng ta lại cũng khó có điểm mua, ví dụ kiểu dòng cảng biển này tăng như thế này thì chúng ta cũng vào cũng không được, vì không còn cái điểm mua mà nó an toàn. Nó tăng thì nó tăng một mạch thế này thì vào cũng khó, DDV thế này vào cũng không được. Thì điểm mua cuối là chúng ta chỉ mua đúng cái phiên này nè, sau đó nó có 3 phiên tích lũy thì chúng ta mua được phiên này thôi, còn hầu như là điểm mua sau này chúng ta thấy là nó sẽ rủi ro. Dòng dầu khí hôm nay có tín hiệu vào thì chúng ta sẽ có thể chú ý cho giai đoạn sắp tới nha, giai đoạn sắp tới tại vì có tiền tín hiệu tiền vào rồi, đấy, khối lượng vào rồi thì chưa mua thì chúng ta quan sát, có thể đưa vào cái danh mục quan sát. Thì hôm trước thì cũng có nhiều anh chị hỏi sao mà những cái cổ phiếu như PVS, VR này là nó cũng có tín hiệu tiền tham gia, trong khi thị trường chung thì nó khá lình xình, dặn co thì cái dòng này nó lại hút tiền vào. Thì chưa mua thì chúng ta chờ thêm, tại vì nó vẫn đang có gặp những cái kháng cự phía trên này, cũng chưa cần phải vội như đoạn này. Ok, cảm ơn chị theo dõi video này nha. Hẹn gặp chị cái video ngày mai.